Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay thứ năm ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày mùng 3 Tết nhâm dần. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong không khí hân hoan đón chào một mùa xuân mới, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022. Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến dân hoa, dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bắc Hồ trong khuôn viên tỉnh ủy. Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh gồm các đồng chí Hoàng Thị Thuy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong không khí trang nghiêm thành kính các đại biểu đã dân hoa dân hương tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh người đã sáng lập lãnh đạo và rèn luyện đảng ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam người đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cho hạnh phúc của nhân dân Sinh thời, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm khi về thăm và để lại nhiều lời căn dặn sâu sắc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện lời bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực đoàn kết, chủ động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, trong đó công tác xây dựng Đảng được tăng cường gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhiều chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên, lãnh đạo thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, xứng đáng với những hy sinh to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu có, phồn vinh như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Vĩnh Phúc năm 1963. Tiếp đó, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh gồm các đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến sân hương các bậc hiền tài, hiền triết của Vĩnh Phúc tại Văn Miếu tỉnh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc hiền tài, hiền triết của Vĩnh Phúc đã được ghi danh tại Văn Miếu tỉnh. Với ước nguyện cho nhân dân Vĩnh Phúc được hưởng thịnh vượng, bách sự hanh thông tiếp tục vươn lên trong học tập công tác phân đấu rèn luyện tiếp nối xứng đáng với truyền thống hiếu học và khoa bảng của quê hương trước anh linh các bậc tiền nhân thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh các đại biểu nguyện đoàn kết chung sức một lòng xây dựng tỉnh vĩnh phúc ngày càng giàu đẹp phồn vinh cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà cụ Phạm Bá Các, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Lạc. Cụ Phạm Bá Các năm nay đã 98 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng, là cán bộ tiền khởi nghĩa, cụ phạm bá các đã có nhiều đóng góp quan trọng trong các thời kỳ xây dựng và phát triển của đảng ta đặc biệt là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ cùng sự nghiệp xây dựng và kiến thiết đất nước sau khi nước nhà giành được độc lập cụ phạm bá các đã được đảng và nhà nước ta trao tặng nhiều phần thưởng cao quý thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh Đồng chí Lê Duy Thành thông tin tới cụ Phạm Bá Các một số nét nổi bật về thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và bày tỏ tri ân sâu sắc trước công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước của tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành chúc cụ Phạm Bá Các luôn trí sáng, sức bền, tiếp tục là tấm gương cho con cháu và các thế hệ nối tiếp học tập và làm theo góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp phát triển bền vững. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cụ Phạm Ba Các cho biết, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ vẫn luôn theo dõi, nắm thông tin về các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh mỗi ngày. Cụ cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Lạc đã quan tâm tới các đồng chí lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa như cụ cụ rất phấn khởi trước những thành tựu to lớn và không ngừng phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua có được thành quả đó là công lao của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và toàn thể nhân dân cộng đồng doanh nghiệp qua các thời kỳ đã góp phần đưa vĩnh phúc từ một tỉnh thuần nông trở thành tỉnh công nghiệp giàu có và phồn vinh cụ phạm bà các mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân vĩnh phúc tiếp tục đoàn kết sáng tạo đưa vĩnh phúc vươn lên những tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Cùng nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay một số sở ngành địa phương trong tỉnh đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên tỉnh ủy. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy làm trường đoàn đã thành kính báo công dân bác những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được trong năm qua năm 2022, Đảng Bộ Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác xây dựng đảng, ngăn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại là thành phố đang sống tiếp đó đoàn đã đến thành kính thắp hương tưởng niệm cố bí thư tỉnh ủy kim ngọc thăm hỏi bà lê thị liên vợ cố bí thư tỉnh ủy kim ngọc thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố vĩnh yên đồng chí nguyễn ngọc bình chúc bà lê thị liên và gia đình luôn mạnh khỏe tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tinh thần đổi mới tư duy sáng tạo của cố bí thư tỉnh ủy kim ngọc đóng góp cho sự nghiệp phát triển của địa phương đoàn đại biểu đảng ủy quân sự tỉnh do đại tá hoàng nam trung phó bí thư thường trực đảng ủy chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trường đoàn đã đến dân hoa dân hương báo công tại nhà lưu niệm bắc hồ đoàn đại biểu đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh thành kính dâng nén hương thơm lãng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân việt nam người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng người đã trực tiếp sáng lập tổ chức, giáo dục và rèn luyện quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành kính báo cáo với bác những kết quả mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn phần đầu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. các đồng chí lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bắc Hồ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí linh thiêng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cùng nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đến dân hương các bậc hiền tài, hiền triết của Vĩnh Phúc tại Văn Miếu Tỉnh. Đời, Kể từ mùa xuân năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua chặng đường 92 năm đầy cam go thử thách để giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. 92 năm qua, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tàn ách thống trị của thực dân phong kiến và mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân vĩnh phúc ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17, và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng luôn giữ vững niềm tin Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. quý vị và các bạn, 92 năm qua, Đảng ta không ngừng đổi mới, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, coi đây là bài học sống còn và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xây dựng chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng trong quá trình xây dựng chỉnh đốn đảng đảng ta luôn chú trọng gắn kết chặt chẽ với xây dựng hệ thống chính trị làm cho đảng và từng tổ chức thành viên hệ thống chính trị luôn trong sạch vững mạnh toàn diện bảo đảm tính nhất quán đồng bộ tổng thể liên thông trong tổ chức và hoạt động tăng cường năng lực đề kháng phòng ngừa loại bỏ mọi nguy cơ suy thoái biến chất tạo bước phát triển mới của đảng về trí tuệ bản lĩnh chính trị thực sự là đạo đức là văn minh ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân ngày càng được nhân dân tin tưởng đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là đạo đức, là văn minh. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế. 92 mùa xuân có đảng, bước vào thời kỳ mới, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để tiếp tục dẫn dắt công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phân đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tỉnh ủy đã quyết liệt chủ động trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và công tác cán bộ. Năm 2021, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, ban thường vụ tỉnh ủy đã thực hiện việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đây là chủ trương sáng tạo, đột phá là khâu then chốt trong công tác cán bộ đã mang lại chuyển biến tích cực nhiều việc khó, việc tồn tại lâu năm được giải quyết. Để hiểu rõ hơn về kết quả sau một năm, Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và những điểm mới năm 2022, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy về nội dung này xin đồng chí cho biết là cái kết quả về giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm năm 2021 ạ? việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tạo áp lực cần thiết để cho người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành à, chính vì vậy nhiều việc khó đã được thực hiện nhiều điểm nghẽn lâu năm thì đã được tháo gỡ nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. À, tất cả các đồng chí được giao chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và sau khi sơ kết cái việc thực hiện thí điểm trong năm 2021 thì Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quyết định tặng bằng khen của Ban Thường vụ cho 10 đồng chí có thành tích nổi trội. Việc giao nhiệm vụ năm 2022 có gì khác so với năm 2021 thưa đồng chí? Trong năm 2022 thì Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thống nhất mở rộng đối tượng giao nhiệm vụ tới uh, 4 nhóm đối tượng. Uh, nhóm thứ nhất là các cơ quan quản lý nhà nước thì uh, ban thường vụ tỉnh ủy quyết định giao nhiệm vụ không phải cho 6 đồng chí mà là 12 đồng chí giám đốc sở uh, ban ngành. Uh, thứ hai là uh, nhóm các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Uh, đây là nhóm mà uh, năm 2021 thì ban thường vụ tỉnh ủy đã quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ quan nhưng chưa đánh giá đối với người đứng đầu. À, thì năm nay à, quyết định đánh giá đối với người đứng đầu và các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Nhóm thứ ba cũng tương tự như nhóm các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đó là nhóm à, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Thì à, nhóm này trong năm 2022, Ban thường vụ tỉnh ủy cũng quyết định là giao nhiệm vụ và đánh giá à, đối với người đứng đầu các cái cơ quan này và nhóm cuối cùng, nhóm thứ tư là nhóm đã được giao nhiệm vụ từ năm 2021 nhóm các huyện thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Điểm mới thứ hai là về nhiệm vụ được giao. Thì cũng như trong năm 2021 thì ban thường vụ tỉnh ủy cũng giao cho ban tổ chức tỉnh ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu ngoài việc thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao đối với các cơ quan đơn vị địa phương thì yêu cầu thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục khắc phục những cái hạn chế yếu kém đã được Trung ương đã được các đoàn kiểm tra thanh tra kiểm toán kết luận trong những năm gần đây để khắc phục những cái hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra và tiếp tục giao những nhiệm vụ khó mà năm 2021 chưa thực hiện được. Cái điểm mới thứ ba đó là rút kinh nghiệm trong năm 2021 năm đầu thực hiện thí điểm việc giao nhiệm vụ thì ban thường vụ chưa thể đồng hành với các cơ quan đơn vị địa phương trong việc này nhưng trong năm 2022 thì thường trực tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy để vừa lãnh đạo chỉ đạo vừa cùng các cơ quan đơn vị địa phương tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc thưa đồng chí là bao giờ cái việc giao nhiệm vụ và đề giải cán bộ thì được triển khai ở cơ sở. Trong năm 2022 thì một số cơ quan đơn vị địa phương cũng đã bước đầu thực hiện cái việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với trưởng các phòng ban và bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường trực ban thường vụ tỉnh ủy thì cũng khuyến khích các cái cơ quan đơn vị áp dụng trong những năm tiếp theo để cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện tốt hơn nữa việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm theo quy định 371 và đặc biệt là làm cho cái việc đánh giá cán bộ được khách quan công tâm hơn bởi vì trước nay thì cái nhiệm vụ mà chúng ta biết là cái khâu đánh giá cán bộ bằng sản phẩm vẫn được coi là khâu khó và khâu yếu trong các khâu của công tác cán bộ. Vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ. Vượt qua những khó khăn thách thức của dịch bệnh COVID-19, nhất là các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư phát huy được hiệu quả, Vĩnh Phúc luôn là bến đỗ an toàn, thành công của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, là điểm sáng về thu hút đầu tư của cả nước. Nhờ linh hoạt khẩn trương chuyển đổi trạng thái hoạt động, đặc biệt là những hỗ trợ kịp thời của tỉnh Vĩnh Phúc, doanh nghiệp này đã từng bước khắc phục được những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đem lại. Do vậy, trong khi nhiều nhà máy trên cả nước phải dừng hoạt động bởi dịch Covid-19, thì năm 2021 hoạt động sản xuất của công ty vẫn được duy trì ổn định, không có công nhân nào phải ngừng việc, nghỉ việc. Cảm ơn tỉnh Vĩnh Phúc đã sử dụng kịch bản ứng phó tình huống phát sinh Covid trong doanh nghiệp qua đó chúng tôi có thể chuẩn bị trước đúng thời tiền Vĩnh Phúc cũng cũng tìm vaccine cho tất cả ở người Việt Nam và người Hàn Quốc tôi rất cảm ơn điều đó với phương châm phòng chống dịch từ sớm từ xa không để dịch xâm nhập vào khu công nghiệp trong năm 2021 Vĩnh Phúc là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành nhiều chính sách nhanh chóng như yêu cầu 100% doanh nghiệp trong khu công nghiệp xét nghiệm COVID-19 cho công nhân, ban hành chính sách mở rộng xét nghiệm, xây dựng video clip hướng dẫn phòng dịch cho doanh nghiệp, hỗ trợ chỗ ở cho chuyên gia và công nhân ở tỉnh ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ công nhân tại các khu công nghiệp, các nhà máy và cơ sở sản xuất. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt đối thoại doanh nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thành lập tổ công tác đặc biệt của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong lúc dịch bệnh có diễn biến phức tạp nhất các cấp các ngành tỉnh vĩnh phúc đã hỗ trợ hướng dẫn giúp đỡ chúng tôi kịp thời trong phòng chống dịch tháo gỡ các khó khăn về thông quan lưu thông hàng hóa vì vậy chúng tôi duy trì sản xuất an toàn không để công nhân phải ngừng việc trong khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng khắp trên toàn cầu và cả nước, thì Vĩnh Phúc lại là điểm đến an toàn cho tất cả các nhà đầu tư. Năm 2021, thu hút đầu tư đạt được kết quả ấn tượng là năm thu hút đầu tư đạt cao nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh thu hút được 68 dự án FDI, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, bằng 253,75% kế hoạch, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020. Thu hút 43 dự án DDI với tổng vốn đầu tư trên 21.800 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, trong năm có đến 35 dự án lớn đầu tư trực tiếp đi vào hoạt động, 6 khu công nghiệp được quyết định thành lập. Kết quả thu hút đầu tư năm 2021 đã rất cao, khẳng định Vĩnh Phúc là điểm đến an toàn, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2021 thì mặc dù rất là khó khăn, tuy nhiên cái kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc lại đạt kết quả rất là tích cực. Trong đó thì có 5 cái khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp đã có quyết định chủ trương đầu tư cũng tạo một quỹ đất rất là lớn để phục vụ cho phát cho phát triển kinh tế cũng như thu hút đầu tư về sau này. Để sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành trung tâm công nghiệp của cả nước vào năm 2025, theo mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 đề ra, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho môi trường đầu tư như cải cách thủ tục hành chính công, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đặc biệt là linh hoạt đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Khi cây cối đâm chồi nảy lọc, khi muôn hoa đô sắc là lúc báo hiệu mùa xuân đã về và mùa xuân cũng là mùa của hy vọng và ước mơ. Mọi dự định, mọi khởi sự phần lớn sẽ được bắt đầu vào mùa xuân. Một cô gái đặc biệt được may mắn trở về quê hương trên chuyến bay đặc biệt của tỉnh nhà trong thời gian Vĩnh Phúc thực hiện đón công dân phía Nam về nơi bình yên những căng thẳng vì dịch bệnh đã qua đi những bộn bề lo toan của năm cũ được cất lại cô gái đặc biệt ấy lại ấp ủ nuôi dưỡng những dự định cho một mùa xuân mới bắt đầu với một tinh thần lạc quan và sự quyết tâm mạnh mẽ. Trong giai đoạn đó thì cảm giác lo lắng rất là nhiều và rất là khao khát được trở về quê hương. Thì khi mà em biết được rằng là mình là một trong những người đầu tiên được tỉnh Vĩnh Phúc đón trên chuyến chuyên cơ thì em cảm thấy rất là vui, rất là vui mừng giống như là tất cả mọi thứ vỡ hòa vậy. Tuyết Nhung năm nay vừa tròn 25 tuổi, một cô gái đặc biệt. Khi sinh ra Tuyết Nhung không may bị khuyết tật vận động cả đôi bàn tay và đôi bàn chân. Em luôn cần có người hỗ trợ trong mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nhưng vẫn may mắn khi Nhung có trí não thông minh và khuôn mặt xinh đẹp, ở em lúc nào cũng tràn đầy lạc quan. Tuyết Nhung tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua khi dịch bệnh Covid-19 ở các tỉnh phía Nam căng thẳng, Nhung cũng chính là tình nguyện viên tích cực tham gia vào hỗ trợ chống dịch tại đó. Trong cái lúc mà khó khăn nhất thì em tìm thấy cái thông tin là cần tuyển tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch mà chỉ làm việc online tại nhà thôi thì em cảm thấy đây là một cái việc mà sẽ hỗ trợ tinh thần cho em rất là nhiều. Em làm việc em tập trung làm việc và cảm thấy những cái công việc của mình làm nó rất là có ý nghĩa. Ở Nhung lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực và em luôn sống bằng lòng biết ơn. Bản thân em thì hoàn cảnh như thế này thì tại sao em phải lựa chọn một người vất vả như vậy? À, lý do là em cũng là một trong những đối tượng được hưởng giáo dục đặc biệt à, nên em nghĩ là bản thân mình sẽ là một trong những người mà hiểu các em nhất thì khi mà đã hiểu thì chắc chắn là em sẽ làm cái công việc đó tốt hơn rồi em cũng có cái nguyện vọng của bản thân là được đền đáp lại công ơn mà thầy cô đã giúp đỡ em. Mùa xuân mới đã bắt đầu, mang theo những dự định còn dang dở của năm cũ bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Nhung đã sẵn sàng để tiếp tục hành trang đồng hành cùng những em nhỏ khuyết tật trí tuệ. Giúp đỡ trẻ đặc biệt là cần một quá trình và cần rất là nhiều cái thời gian công sức để cho cái sự tập trung cho cái sự tiến bộ của các bạn ấy thì đại dịch Covid-19 đã gián đoạn cái quá trình đó và năm 2022 thì sẽ là một năm mà em tập trung tất cả những cái năng lượng rồi những cái sự nỗ lực cho công việc để hỗ trợ học sinh của mình. Em cũng mong rằng là bản thân mình sẽ có đủ sức khỏe và tinh thần sẽ luôn luôn giữ được một cái năng lượng tích cực nhất để tập trung vào công việc. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài phát thanh truyền hình vĩnh phúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại